Aha! Đi đi. Không được nghỉ đây kia. Bà phải vào bán thôi đấy. Đây là cái trục hương nha trời quý của bà mà. Lúc này là em trắng của mình đúng không? Em trắng của mình đúng không? Đi lại đây mày vào. Ngồi đây. Trắng ngồi đây, đi ngồi đây. Ba đứa nha, mày dặn nha. Lần sau không có lại đây nghỉ nghe chưa? Chỉ chơi bên kia thôi nghe chưa? Xin lỗi mẹ. Bây giờ xin lỗi mẹ, xong rồi tí về xin lỗi bà nghe chưa? Từ sau con không nghịch thế nữa nghe chưa? Ti ti nữa nhá, trắng nữa nhá. Cậu nghe chưa? Lần sau không có giận em lại đây nghịch nữa nghe chưa? Trắng đâu rồi? Chưa? Không phải chạy lại đây. Đi lại kia mẹ chưa phạt, mẹ chưa tha mà. Đang phạt đấy nhá, đi lại kia đứng, đi lên. Đang đi lại kia đứng. Ti ti nghe chưa? Rồi gấu lại nghịch nữa rồi, đứng yên đây. Đứng vào, đứng yên. Đứng yên đấy cho mẹ. Trắng lại đây đứng yên cho mẹ. Ti ti không phải giả vờ nghe chưa? Ti ti, gấu ơi thả ra con. Đứng yên cho mẹ nghe chưa? Quay ra lại. Lúc nào mẹ tha thì mới được thả tay ra nghe chưa? Nghe chưa? Quay ra lại cho mẹ. Đứng yên đấy. Thì nghịch mệt rồi giờ buồn ngủ ấy. Rồi giờ mẹ tha nhá. Ba chị em ra ngoài kia chơi nhá. Thì đi ngủ. Gấu. Gấu. Lại còn mình à. Em thì đi buồn ngủ rồi con. Giờ con bé em thì đi lại vòng ngủ. Nhanh lên. Bé em thì đi vô vòng ngủ. Rồi. Bé em ngủ. Nắng đi con đây. Để ở võng thôi con nuôi cho em nhá. Thấy chưa? Đấy rồi.
đôi đen ngủ để mẹ đi học cơ. Không được lại cái gì nữa nghe chưa? Wow.